Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạc Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách vận hành với chiếc máy ZC300 này của hãng Jetta. Đây là một dòng máy in thẻ và ghép tai nha mọi người. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người, một đó là mình lắp thẻ, thứ hai đó là mình lắp mực sao cho đúng cách đối với dòng máy này. Thì đầu tiên em xin hướng dẫn mọi người lắp thẻ trước ha. Thì đây là một mình sử dụng để lắp thẻ rất là đơn giản. Mọi người có thể thấy phía trước này. Mình mở cái đầu đây. Rồi thứ hai đây mình mọi người có thể thấy ra đây là có cái khay, đây là khay chứa thẻ, mình có thể là để thẻ vào luôn này. Đây, mình để thẻ vào đấy cho mọi người. Đó, mình để sát vào. Như vậy là đã lắp thẻ thành công. Sau khi in đi thẻ nó sẽ rơi xuống phía dưới này. Đó, rất đơn giản đó mọi người. Đây. Hoặc nếu mà thẻ mình nhiều thì mình có thể là đẩy cái này lên. Đây. Đó. Rất là đơn giản cho mọi người. Rồi thứ hai để mình có thể là lắp mực. Để mở nắp máy lên thì mình là sử dụng một thao tác. Đây mọi người có thể thấy là đây có tay cầm này. Mình bóp vào. Đây. Bóp cái tay này vào nha. Thì nắp máy sẽ bung lên. Thì em bày lại này, em sẽ bóp lại này, bóp lại. Nắp máy sẽ bung lên. Thì đây là một cái ngăn để mình có thể là mình để mực của máy ZC300. Thì em sẽ mở mực này ra. Đây là một cuộn mực mới luôn nha mọi người. Lấy ra sẽ thử cho mọi người xem. Đây là một phần. Thì đầu tiên mình phía trước này nó sẽ có một cái lớp băng keo cuốn lại. Rồi cái đây là một cái loại để mình vệ sinh cái thẻ trước khi thẻ qua mực. Thì đây mọi người để ý là để theo hướng đúng hướng theo em nhé. Mình sẽ để đây. Để theo chiều thuận giống em thôi. Thì đây có những cái khe hết ha, mình thả xuống nó vừa khớp những cái khe của mình luôn. Mọi người thấy rất là đơn giản đúng không? Mình chỉ cần để cho như vậy thì đã hoàn tất quá trình lắp thẻ với mực. Bây giờ em sẽ khởi động máy lên cho mọi người xem. Đây. Đây chiếc máy đang được khởi động lên. Lúc mà khởi động lên thì máy nó sẽ tự động fit thẻ và nhận thẻ và mực để xem thử là các bộ phận trong máy nó hoạt động ổn định chưa hay là còn báo lỗi gì không. Thì mọi người có thể thấy là đây máy in thẻ có ZC300 cải tiến hơn so với cái máy in thẻ ZXP Series 3. Thì màn hình đó là màn hình màu nha mọi người, màn hình LCD chứ không có như màn hình của ZXP Series 3 là màn hình LED. Đây mọi người có thể thấy là ZC300 ready và đã sẵn sàng để mình có thể là tiến hành in. Thì bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in cũng như là chất liệu in của máy ZC300 này như thế nào. Em sẽ in test từ trên máy luôn cho mọi người. Có thể mọi người là có thể là kết nối USB hoặc là cổng cũng đang mình có thể là tạo một cái file thiết kế theo ý của mình để mình in. Bây giờ em sẽ thiết kế file in test. Thì trong quá trình in thì máy nó sẽ hiện thì quá trình in ở trên này mình chờ. Thì đây là một dòng máy có độ phân giải là 300 dpi, bộ nhớ khá lớn, đó là 2GB, lớn hơn rất nhiều so với dòng máy ZXP Series 3. Thì có là đây cái thẻ vừa mới in ra đây, mọi người có thể xem nha, logo này, hình ảnh về một cậu bé này, mã vạch này, ID này, serial number, gọi tên tuổi rất là rõ nét nha. Mọi người có thể thấy để ý là cái nền phía sau này, những cái chữ rất là đẹp, rất là nét này. Còn với cái nền phía sau cũng hiển thị rất là rõ này. Đây là chất liệu in của nó ha. Chất liệu in thì mọi người có thể nhìn bằng mắt mình thì có thể là tự đánh giá về cái khả năng in của máy này. Thì em xin cung cấp thêm một số thông tin của máy nữa. Kích thước hình ảnh của máy đó là 1006 nhân cho 640 pixel. Cũng như là ribbon mực của mình là nó có thể là tự động điều chỉnh. Cổng giao tiếp đó là cổng hai cổng mặc định, đó là USB và USB 2.0 và đó là cổng internet hay còn gọi là cổng LAN nha mọi người. Cái dung lượng thẻ lúc đầu em có giới thiệu đó là mình có thể là chứa được là 100 thẻ, có kích thước từ là 10 nhu đến 40 nhu. Màn hình của nó thì đây là màn hình LCD đồ họa màu, nó có ba cái đèn trạng thái màu nha mọi người. Đây về cái tốc độ in của nó thì nếu mọi người in màu như thế này thì nó có thể in được là 200 thẻ nha mọi người, 200 thẻ trên 1 giờ. Còn nếu mà mình chỉ có in màu đen thì nó có thể in tốc độ in lên tới là 900 thẻ trên 1 giờ.
tốc độ in này thì là rất cao hơn so với cái dòng máy cũ của mình. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách lắp thẻ cũng như là mật đúng cách đối với dòng máy ZC300 này của hãng Jetra. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibảobật.com để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật để không bỏ lỡ những video tiếp theo.